Chào các em học sinh thân mến. Hôm nay các em thế nào? Các em có khỏe không? Cô Thủy rất vui khi được gặp lại các em trong bài học trực tuyến hôm nay. Ở bài học trước, chúng ta đã tìm hiểu về phong trào Cần Vương và cuộc khởi nghĩa Hương Khê. Năm 1895, cuộc khởi nghĩa Hương Khê tan rã, cũng đồng thời chấm dứt phong trào Cần Vương. Sau khi đã hoàn tất công cuộc bình định Việt Nam bằng quân sự, thực dân Pháp bắt tay vào việc tiến hành khai thác bóc lột Việt Nam trên quy mô lớn. Chúng ta sẽ được biết về vấn đề này trong bài học mới hôm nay. Nào, mời các em hãy cùng nhau mở sách vở ra nhé. Bài 29. Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế, xã hội ở Việt Nam. Một La Mã. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp năm 1897-1914. Trong một La Mã này có 3 phần nhỏ. Một là tổ chức bộ máy nhà nước. 2. Chính sách kinh tế. 3. Chính sách văn hóa, giáo dục. Trước hết, chúng ta sẽ đi vào phần một nhỏ tổ chức bộ máy nhà nước. Để tiến hành bóc lột về kinh tế, thực dân Pháp đã từng bước xây dựng bộ máy hành chính. Song song với việc xâm lược Việt Nam, Pháp lần lượt xâm lược Campuchia, gây chiến tranh với Xin, thôn tính nước Lào. Và đến ngày 17 tháng 10 năm 1887, Pháp thành lập Liên bang Đông Dương. Xin giới thiệu với các em lược đồ Liên bang Đông Dương. Liên bang Đông Dương gồm 3 nước thuộc địa, trong đó được chia thành 6 xứ. Riêng Việt Nam của chúng ta bị chia thành 3 xứ: xứ Bắc Kỳ, xứ Trung Kỳ, xứ Nam Kỳ. Campuchia là một xứ, Lào là một xứ, Quảng Châu Loan là một xứ. Quảng Châu Loan là một vùng lãnh thổ mà nhà Thanh dựng cho Pháp. Thủ đô được đặt ở Sài Gòn từ năm 1887 đến năm 1901, sau đó chuyển sang Hà Nội từ năm 1902 đến năm 1945. Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về bộ máy nhà nước của Liên bang Đông Dương. Cơ quan cao nhất của Liên bang Đông Dương gọi là Phủ Toàn quyền Đông Dương, và người đứng đầu Phủ Toàn quyền Đông Dương được gọi là Viên quan Toàn quyền, là do Pháp đưa điều sang trực tiếp cai trị. Và Viên quan Toàn quyền đầu tiên của Liên bang Đông Dương có tên là Ernest Constant, giữ chức vụ từ năm 1887 đến năm 1888. Dưới Phủ Toàn quyền là có các xứ Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ, Lào và Campuchia. Bên ở mỗi xứ sẽ có nhiều tỉnh, và bộ máy chính quyền cấp tỉnh là do người Pháp, viên quan người Pháp đứng đầu. Dưới tỉnh là các chính quyền cấp huyện, châu cũng do người Pháp và có người bản xứ, nhưng mà mọi việc đều do Pháp quyết định. Thấp hơn nữa là bộ máy chính quyền cấp xã thôn, là do người bản xứ nắm chính quyền nhưng chịu sự chi phối của Pháp. Qua sơ đồ bộ máy nhà nước của Liên bang Đông Dương, các em xem lại nhé. Qua sơ đồ bộ máy của nhà nước của Liên bang Đông Dương thì các em suy nghĩ và cùng nhau trả lời câu hỏi sau đây. Thực dân Pháp tổ chức bộ máy cai trị này nhằm mục đích gì? Chúng ta sẽ có một phút suy nghĩ. Một phút suy nghĩ bắt đầu. Thank you.
Các em ơi, 1 phút đã trôi qua. Bây giờ các em đã có câu trả lời chuẩn bị sẵn chưa? Chúng ta sẽ cùng nhau nêu nhận xét nhé. Thứ nhất, Pháp tổ chức bộ máy cai trị này nhằm mục đích thứ nhất đó là chia rẽ các dân tộc Đông Dương. Mục đích là chia để trị. Thứ hai là tăng cường áp bức kìm kẹp, làm giàu cho tư bản Pháp. Thứ ba là biến Đông Dương thành một tỉnh của Pháp, âm mưu xóa tên Việt Nam, Lào, Campuchia trên bản đồ thế giới. Các em có câu trả lời giống như của cô không? Cô nghĩ là chắc sẽ có nhiều bạn sẽ trùng với câu trả lời như cô, nhưng có thể các em sẽ không có câu trả lời nó sẽ chỉnh chu như cô, mà nó sẽ là đúng về mặt ý nghĩa. Như vậy là tốt lắm rồi. Mời các em sang câu hỏi tiếp theo nhé. Như vậy qua đó các em có nhận xét gì về tổ chức bộ máy cai trị của thực dân Pháp ở Việt Nam? Rồi, 1 phút suy nghĩ bắt đầu. Rồi, 1 phút đã trôi qua. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu câu trả lời nhé. Thứ nhất, bộ máy tổ chức nhà nước này rất là chặt chẽ, với tay xuống đến tận vùng nông thôn. Thứ hai, kết hợp giữa nhà nước thực dân và quan lại phong kiến trong việc áp bức bóc lột nhân dân. Bây giờ đến phần ghi bài. Mời các em cùng ghi bài. Một nhỏ tổ chức bộ máy nhà nước. Thực dân Pháp thành lập liên bang Đông Dương gồm Việt Nam, Campuchia và Lào. Đứng đầu là viên quan toàn quyền người Pháp. Thứ hai, Việt Nam bị chia làm 3 xứ với 3 chế độ cai trị khác nhau: Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ, nhằm mục đích là để chia rẽ nhân dân ta để dễ cai trị đó các em. Thứ ba là bộ máy chính quyền từ trung ương đến cơ sở đều do thực dân Pháp chi phối. Các em có thể xem lại clip để ghi bài nhé. Và cô xin giới thiệu với các em một số hình ảnh về Sài Gòn và Hà Nội cách đây một thế kỷ. Đây là những hình ảnh về Sài Gòn đầu thế kỷ 20. Nhà thờ Đức Bà, Sài Gòn năm 1900. Wow, các em có nhận ra nhà thờ Đức Bà không? Chắc chắn là chúng ta nhận ra ngay. Đây là nhà hát lớn Sài Gòn năm 1920. Rất đẹp các em nhỉ. Xin giới thiệu các em về những hình ảnh về Hà Nội năm đầu thế kỷ 20. Đây là phố Pauper ngày xưa, ngày nay là phố Tràng Tiền ở Hà Nội đó các em. Tòa thị chính Hà Nội nằm ở góc Đinh Tiên Hoàng, Lê Lai ngày nay. Các em có thấy Hà Nội và Sài Gòn cách đây hơn một thế kỷ có đẹp không? Rất đẹp, một nét đẹp cổ kính nha. Như vậy là sau khi xây dựng bộ máy cai trị, thực dân Pháp tiến hành công cuộc khai thác Việt Nam về kinh tế. Chúng ta chuyển sang phần hai nhỏ nhé. Hai nhỏ, chính sách kinh tế. Qua sách giáo khoa, em hãy trình bày các chính sách khai thác của thực dân Pháp ở Việt Nam. Chúng ta sẽ có 1 phút
Một phút bắt đầu. Các em ơi, xong chưa nào? Một phút đã trôi qua và chúng ta sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi nhé. Thứ nhất là đẩy mạnh ruộng đất, đẩy mạnh việc cướp đoạt ruộng đất của nhân dân, của người nông dân ta, bóc lột nông dân theo kiểu phát canh thu tô. Thứ hai là tập trung khai thác than và kim loại, tại vì lúc bây giờ than là một trong những cái nguyên liệu rất là cần thiết cho nền công nghiệp của Pháp. Ngoài cái việc tập trung khai thác than và kim loại ra, Pháp còn xây dựng một số các nhà máy sản xuất xi măng, gạch ngói, chế biến gỗ, rượu đường, vân vân. Lấy tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam chế biến ra sản phẩm và bán tại Việt Nam, thu một món lợi rất lớn từ việc xây dựng các nhà máy sản xuất những mặt hàng này. Tiếp theo là xây dựng hệ thống giao thông vận tải. Pháp xây dựng hệ thống giao thông vận tải mục đích là để tăng cường việc bóc lột kinh tế và đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân ta. Nắm độc quyền thị trường Việt Nam. Pháp nắm độc quyền thị trường Việt Nam bằng cách là hàng hóa của Pháp nhập vào Việt Nam được miễn thuế, nhưng hàng hóa của các nước khác như là của Trung Quốc, của Thái Lan nhập vào Việt Nam sẽ bị đánh thuế rất nặng, từ 100 cho đến 120%, và hàng hóa Việt Nam chủ yếu chỉ được xuất sang Pháp. Tiếp theo, Pháp bóc lột nhân dân Việt Nam bằng cách là đánh các thứ thuế mới chồng lên các thứ thuế cũ, mà nặng nhất là thuế muối mà, đúng không? Thuế gì nữa các em? Thuế rượu và thuế thuốc phiện. Ngoài ra, Pháp còn bắt nhân dân ta đi phu, đào sông, xây cầu, xây dinh thự. Rồi sau đây cô xin mời các em xem một đoạn video nhé. Tăng cường khai khẩn đất hoang để lập đồn điền trồng cây cao su, một loại cây được dùng để chế biến nhiều mặt hàng công nghiệp mang lại giá trị kinh tế cao. Chú trọng khai thác than đá và kim loại, tất cả khoáng sản khai thác được sẽ được vận chuyển về mẫu quốc Pháp. Đông Dương trở thành thị trường độc quyền của các đại tư bản Pháp. Tất cả hàng hóa nơi đây mà Pháp cần đều phải ưu tiên xuất sang Pháp mà không được xuất khẩu sang nước khác. Còn những hàng hóa mà Pháp thừa ế hoặc kém chất lượng thì sẽ xuất sang Đông Dương. Mời các em xem clip thứ hai. Trong quá trình khai thác thuộc địa, nhà cửa đường xá và tàu lửa hiện đại được mọc lên khắp nơi, phục vụ cho nền kinh tế lẫn quân sự. Các em thấy thế nào? Những cái clip này bổ sung cho cái ý mà chúng ta đã tìm hiểu trong sách giáo khoa. Rồi bây giờ qua chính sách khai thác của Pháp, các em có nhận xét gì? Mặt tích cực và mặt tiêu cực. Chỗ này nhận xét nhé, cô ghi nó bị sai chính tả, trong lúc đánh máy nó có một cái sơ suất. Rồi bây giờ các em sẽ có 2 phút để suy nghĩ. 2 phút bắt đầu. Có hai mặt nha các em, tích cực, mặt tiêu cực.
Các em ơi, suy nghĩ ra chưa? Nào, bây giờ chúng ta sẽ trả lời mặt tích cực trước nhé. Bây giờ cô sẽ đưa ra đáp án và các em xem thử mình đúng bao nhiêu phần trăm. Ai đúng nhất sau này sẽ có thưởng ạ. Thứ nhất là nhiều thành thị mọc lên, đúng không? Xây dựng hệ thống cầu đường tốt, đó là mặt tích cực thứ nhất. Hệ thống cầu đường đây là hệ thống đường sắt đó. Hệ thống đường sắt, rồi hệ thống đường bộ và đường thủy, mở mang kênh rạch đến những vùng sâu, vùng xa. Thứ hai là kinh tế hàng hóa, cho ra đời các hải cảng, các xí nghiệp, các nhà máy chế biến công nghiệp nhẹ. Các nhà máy công nghiệp nhẹ chẳng hạn như nãy chúng ta đã tìm hiểu rồi, như là sản xuất gạch ngói, xi măng, đường, zin, vân vân. Điểm tích cực thứ ba là góp phần thay đổi bộ mặt kinh tế Việt Nam. Nè, các em có trả lời giống như cô không? Cô nghĩ là chắc sẽ có bạn trả lời giống như vậy. Có thể là nó giống ý. Các em giống ý là tốt rồi, là sẽ có thưởng nhé. Còn về mặt tiêu cực, về tiêu cực thứ nhất là gì nè? Pháp tiến hành chính sách khai thác của Pháp là mục tiêu là vơ vét sức người sức của nhân dân Đông Dương. Khi mà Pháp tiến hành chính sách khai thác này, Pháp đặt ra cái một trong những mục tiêu cao nhất, đó là vơ vét sức người sức của nhân dân Đông Dương. Do vậy nó dẫn đến những cái hậu quả sau đây. Thứ nhất là tài nguyên thiên nhiên bị bóc lột cùng kiệt. Hậu quả thứ hai là gì nè? Các em có suy nghĩ ra chưa? Nông nghiệp dẫm chân tại chỗ, không có sự phát triển. Thứ ba là gì? Công nghiệp phát triển nhỏ giọt, thiếu hẳn công nghiệp mạnh. Mà một đất nước muốn phát triển mạnh là phải có phát triển công nghiệp mạnh. Nhưng riêng với thuộc địa của thực dân Pháp thì công nghiệp mạnh không được phát triển. Pháp làm như vậy nhằm hạn chế sự phát triển kinh tế của các nước thuộc địa, để Pháp dễ bề áp bức, bóc lột, vơ vét và làm cho nền kinh tế Việt Nam về cơ bản vẫn là nền kinh tế sản xuất nhỏ, lạc hậu, phụ thuộc vào Pháp. Đó là mặt tích cực và tiêu cực của chính sách khai thác của Pháp ở Việt Nam. Bây giờ mời các em chúng ta cùng nhau viết bài nhé. Bạn nào trả lời đúng, nhớ giữ lại những câu trả lời này, hôm sau nộp cho cô sẽ có điểm cộng nhé. Mời các em viết bài nè. Hai nhỏ chính sách kinh tế. A nhỏ nông nghiệp, Pháp đẩy mạnh việc cướp đoạt ruộng đất. B về công nghiệp, tập trung khai thác than và kim loại, đẩy mạnh công nghiệp và sản xuất như là xi măng, gạch ngói, điện nước. C giao thông vận tải, phát triển đường bộ, đường thủy, đường sắt. D về thương nghiệp, nắm giữ độc quyền thị trường Việt Nam. Phần E nhỏ, các thứ thuế mới chồng lên thuế cũ. Các em có thể xem lại clip để viết bài nhé. Chúng ta vừa tìm hiểu về chính sách khai thác về kinh tế của thực dân Pháp. Chúng ta sẽ qua phần 3 nhỏ, chính sách văn hóa giáo dục. Trước khi qua phần 3 nhỏ thì cô xin mời các em xem về một số hình ảnh về những nhà máy và tuyến đường sắt. Tuyến đường sắt Sài Gòn Mỹ Tho là tuyến đường sắt đầu tiên của Việt Nam, cũng là tuyến đường sắt đầu tiên của Đông Dương, xây dựng năm 1881, dài 71 km, tổng chi phí là 12 triệu franc. Mọi vật liệu để xây dựng đường sắt
được đem từ Pháp sang, nơi các tuyến đường sắt đi qua thuộc các quận 5, 6, Bình Tân ngày nay. Có các nhà ga như là An Đông, Phú Lâm, An Lạc, Bình Điền. Được xây dựng năm 1881 đến năm 1912, hệ thống đường sắt ở Việt Nam đã dài 2.059 km. Xin với giới thiệu với các em ga Hà Nội đầu thế kỷ 20, ga Chợ Lớn năm 1905. Đây là những hình ảnh về nhà máy. Nhà máy rượu đầu tiên ở Hà Nội, ủ tàu lớn Ba Son năm 1886, là nơi đóng tàu thủy ở Sài Gòn. Các em có biết bác Tôn Đức Thắng không? Bác Tôn Đức Thắng là một công nhân làm việc ở nhà máy Ba Son này đấy. Rồi chúng ta qua phần 3 nhỏ, chính sách văn hóa giáo dục. Các em hãy cho biết tình hình văn hóa giáo dục Việt Nam đầu thế kỷ 20 như thế nào. Các em có thể theo dõi trong sách giáo khoa nhé. Rồi đầu thế kỷ 20, Pháp vẫn duy trì nền giáo dục Hán học, tức là theo cách giáo dục thời phong kiến. Đến năm 1905 thì thực dân Pháp chủ trương cải cách giáo dục, chia làm 3 bậc học, mở thêm các trường sư phạm ở Hà Nội, Nam Định, các trường chuyên nghiệp học nghề. Đến cuối năm 1907 thì Pháp mở trường Đại học Đông Dương nhằm đào tạo một tầng lớp thượng lưu trí thức mới sẵn sàng cộng tác với Pháp, có nghĩa là làm việc cho Pháp đó các em. Xin mời các em xem một đoạn clip nhé. Hệ thống giáo dục được cải tổ hoàn toàn với ngôn ngữ chính là chữ Pháp và chữ Quốc ngữ. Kèm với đó là hàng loạt môn học theo mô hình phương Tây như đại số, tin học, hóa học, vật lý, địa lý, vân vân. Việc thay đổi nội dung giáo dục, bãi bỏ phép khoa cử truyền thống làm cho nho giáo mất dần ảnh hưởng và chìm vào quên lãng. Điều này khiến xã hội suy đồi và các giá trị văn hóa truyền thống bị thu chột. Rồi, qua phần tìm hiểu trong sách giáo khoa và phần trình bày của cô, các em có nhận xét gì về chính sách văn hóa giáo dục của thực dân Pháp lúc bấy giờ? Một phút suy nghĩ bắt đầu. Mà một phút đã trôi qua rồi, các em đã trả lời được chưa? Rồi cô sẽ đưa ra đáp án nhé. Nhìn chung, đường lối của Pháp là nhằm mục đích hạn chế phát triển giáo dục ở thuộc địa. Trường học rất là hạn chế và trẻ em đến trường thì rất ít, chỉ dành cho những chị em nhà giàu có điều kiện mới được đến trường. Thứ hai là thông qua giáo dục phong kiến, thực dân Pháp muốn tạo ra một tầng lớp người biết chỉ biết phục tùng, tức là làm tay sai cho Pháp. Thứ ba là triệt để sử dụng phong kiến Nam Triều, dùng người Việt trị người Việt. Tiếp theo là kìm hãm nhân dân ta trong vòng ngu dốt để dễ bề cai trị. Vì thực chất văn hóa cũng là một chính sách thống trị của thực dân. Như vậy là các em đã nhìn thấy được mục đích của Pháp trong vấn đề tiến hành chính sách văn hóa giáo dục tại Việt Nam nói riêng và tại Đông Dương nói chung là nhằm mục đích thống trị nhân dân ta
trong vòng. Ngu muội làm như nhân ta, ngu dốt đi để dễ bề cai trị. Sau đây cô xin giới thiệu với các em một số hình ảnh về các trường dưới thời Pháp thuộc. Thì dưới thời Pháp thuộc, như chúng ta đã biết, chính sách giáo dục không chú ý đến việc nâng cao dân trí, mà chủ yếu là nhằm đào tạo đội ngũ người Việt có thể giúp Việt đắc lực cho công cuộc bình định và cai trị của Pháp. Chữ quốc ngữ được dùng từ tại Nam Kỳ từ năm 1862, dần dần lan ra cả nước. Đây là hình ảnh trường Rousseau, trường tiểu học nữ sinh của Pháp Việt đầu tiên ở Hà Nội, khai giảng ngày 6 tháng 1 năm 1908. Nay là trường trung học cơ sở Thanh Quan, trường Thăng Long Hà Nội và trường Tư Thục năm 1920. Rồi, mời các em viết bài chính sách văn hóa giáo dục. Ý thứ nhất, đến năm 1919, Pháp vẫn duy trì chế độ giáo dục thời phong kiến. Ý thứ hai, về sau Pháp mở trường học mới và một số văn hóa, cơ sở văn hóa y tế. Thứ ba là chữ viết chính trong các trường học là chữ Hán, chữ quốc ngữ và chữ Pháp. Ngày nay, đất nước chúng ta đã được hòa bình và đặc biệt là chúng ta đã bước vào thời đại công nghệ 4.0. Đảng và nhà nước rất quan tâm đến việc giáo dục, đã đưa ra hàng loạt các cải cách như là cải cách về chương trình, cải cách phương pháp nhằm mục đích là nâng cao giáo dục, đưa giáo dục nước nhà hội nhập với cùng với giáo dục của thế giới. Bản thân các em chúng ta được sinh ra trong thời đại công nghệ 4.0 phát triển, cho nên là các em cũng phải cố gắng học cho tốt nhé, để mình mới bắt kịp xu thế của thời đại và hội nhập với thế giới chứ. Bài học hôm nay đến đây đã kết thúc. Thì trước khi chia tay, cô muốn chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại một số việc rất là quan trọng trong cái mùa dịch này mà ở bài trước cô đã giới thiệu với các em. Các em còn nhớ không nào? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ ôn lại một việc nhé. Một việc này rất là quan trọng. Việc đầu tiên, cái hành động đầu tiên trong phòng chống dịch. Và chúng ta sẽ ôn lại việc này qua một bài hát. Rồi, bài hát sẽ kết thúc bài học hôm nay. Trước khi chia tay, cô chúc các em luôn vui khỏe và nhớ là thực hiện đầy đủ những quy định về phòng chống dịch đấy nhé. Mời các em chúng ta cùng nhau nghe bài hát. Nếu bạn nào có thể hát được thì các bạn sẽ hát theo. Nào, bắt đầu.
Wow, bài hát thật là vui nhộn đúng không nè? Trong bài hát này dặn chúng ta là phải là rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, rồi giữ cho nhà cửa thông thoáng sạch sẽ, và đặc biệt là phải luyện tập thể dục thể thao để giữ sức khỏe, để phòng chống dịch. Rồi, cảm ơn các em đã lắng nghe bài học hôm nay. Chúc các em luôn vui khỏe nhé. Tạm biệt các em. Bye bye.